Dạ vâng, hãy xin kính chào quý bà con, cô dì, chú bác ạ. Dạ thì hôm nay Thảo Yến lại tiếp tục đi qua để giới thiệu đến cho các bác một cái lô đất nhé. Lô đất này thì nói thật sự với các bác là cực kỳ thích hợp để mình làm trang trại nhé. Cực kỳ là thích hợp để làm trang trại luôn. Đường lớn đây, đường lớn người ta đang mở đây nha bác. Nói chung cái đường này là đường của điện gió. Đó, điện gió người ta đang làm. Nhưng mà đất của mình thì không có gần trụ điện gió nào hết. Mình á, để Hải Yến giới thiệu cho các bác ở đây á, đây là thuộc xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Đó, thì cái tổng cái diện tích của cái mảnh đất này á là 1 hecta 7 này các bác này. 1 hecta 7 nó nằm hai bên đường này luôn. Đó, bên này thì người ta là trồng mắc ca, nói chung đất hiện tại là bây giờ đang trồng là mắc ca. Bên này cũng vậy. Bên này là từ cái hàng này này các bác này, chạy thẳng như kia là ăn theo nguyên một cái đám mắc ca này luôn, tới cái ngã ba ngay chỗ xe Hải Yến đang đậu vào chỗ ô tô của họ kia nhá. Chạy thẳng dưới bên đó là cập theo là mặt đường bê tông. Thì mảnh đó là cập theo mặt đường bê tông đó, nó rơi vào tầm độ đâu đó 6-70 cây mặt đường bê tông bên đó nha các bác. Thì ở trên này là người ta sau này là cũng không biết là cái này là người ta đổ nhựa hay là đổ đá thì Hải Yến chưa biết, nhưng mà nhìn như thế này thì giống là đổ nhựa lắm đó. Người ta đang làm này. Còn bên này của mình á thì nói chung là từ cái bên cái chỗ cây bơ kia kìa, chạy thẳng dưới đó, chạy thẳng dưới kia và từ theo cái đám của mình đây chạy xuống dưới này, vòng qua tới bên kia luôn, gần tới cái trụ điện kia, gần tới cái chỗ máy múc kia luôn nha các bác. Đó, tới ngay chỗ trụ điện đó thì nó rơi vào đâu đó tầm độ 100 mét mặt đường bên này, và bên này nữa thì nó rơi vào tầm 50 mét nữa. Nói chung là cái mặt đường mảnh đất này nó mặt đường nó khá là nhiều luôn á, nó nhiều mặt đường lắm. Nó là nằm ở ngay chỗ trung tâm cái ngã ba. Thì ở đây mình làm trang trại cũng được, hoặc trong tương lai thì mình có thể mình mua để sau này mình ở cũng được nha các bác. Vì ở đây á, trụ của nó vào tít trong kia cơ, là trụ nằm trong kia. Và ở ngoài này á, là trụ nằm ở ngoài này hết rồi này. Đây là trụ dựng hết rồi. Đây người ta đang làm đường để vào dựng mấy cái trụ tít trong này nè. Cách đây cũng khá xa. Cái đất này á, làm bác chủ là 1 sào mấy á, là 1 hecta 8 mấy á, nhưng mà họ đã lấy làm đường rồi. Giờ trong sổ chỉ còn lại 1 hecta 8. Giá của bác chủ nhà bán cho nguyên cái lô đất à 1 hecta 7. Nguyên cái lô đất này á là 1 tỷ 4 nha các bác. 1 tỷ 4 này. Đó, nguyên cái lô đất này luôn, bằng đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn. Làm trang trại thì bác nào mà có tiện làm trang trại thì cực kỳ là thích luôn. Hải Yến cũng thích làm trang trại lắm, bởi vì thấy người ta làm thấy mê. Nhưng mà cái cửa tiền nó khá là lớn cho nên Hải Yến không có. Thích làm lắm luôn á, bởi vì nhà có anh em làm á, cho nên là nhìn cũng ham. Đấy, đất đây nó bằng nhá, bằng lắm. Một hết bảy này các bác này, cái đất bằng đất này, đất đỏ ba gian các bác mua mà không làm trang trại cấy cây đâu cũng được này, cấy màu và chăm mắc ca lên. Mắc ca thì hiện tại là không bao giờ là gọi là lỗi hết á. Bởi vì cái thằng mắc ca này bây giờ cái giá thành của nó ăn thì nó cũng khá là đa dạng, bởi vì nó dễ ăn cho nên giá thành lúc nào nó cũng cao. Bây giờ nó 220 một ký nha các bác, 220 một ký. Mình mua ăn á, mình bán thì nó đắt hơn 100 ký chứ. Trời nó hơi gió một tí. Từ đây mà ra quốc lộ 14A 4 cây số các bác, 4 cây số là ra tới quốc lộ 14A. Đường nó rơi vào cả đường bê tông lẫn đường họ đang làm đây, nó rơi vào cả gần 200 mét mặt đường đấy các bác. Cái thời điểm mà đất sốt, đất này bán cắt ra tiền luôn á, còn bán 2 tỷ mấy 3 tỷ. Bây giờ người ta cũng không có đất, nó cũng bình ổn rồi. Mà bữa nay thấy cũng đông đông khách rồi này các bác này. Cái này bác nào mà đầu tư xin lời thì cũng ok. Thank you.
ngoài đường liên xã. Đường này cũng là đường liên xã nhá. Đường này nó thông hết, đường này đi ra quốc lộ 4A cũng được và đường này ra quốc lộ 4A cũng được, nói chung đường nào cũng đi được. Lại cái biên này cho các bác này. Biên của mình là cây mắc ca. Đấy, biên của mình này. Các bác nào mà quan tâm thì alo trực tiếp cho Hải Yến nhá. Hải Yến gửi cái bìa đỏ qua cho các bác cùng tham khảo này, để quan sát này. Đấy, lô đất của mình là từ đây chạy thẳng dưới và qua tận bên kia luôn. Và bên dưới này cũng vậy. Tới cái hàng cây kia. Đám đất trống mắc ca là của mình. Khá là đẹp luôn các bác.